Kem Select là sản phẩm được nhiều người tin dùng và việc mua phải hàng giả có thể gây ra nhiều lo ngại. Khi bạn mua phải hàng giả không chỉ làm giảm hiệu quả của Kem Select mà còn có thể gây hại cho làn da của bạn. Hàng giả thường được sản xuất với nguyên liệu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và có thể chứa các chất gây hại. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về da như kích ứng, mẩn đỏ hoặc thậm chí nhiễm trùng. Để tránh tình trạng này, hãy luôn chú ý đến nguồn gốc sản phẩm và các dấu hiệu nhận biết hàng giả. Nếu bao bì sản phẩm có dấu hiệu bị mờ, in ấn kém chất lượng hoặc thiếu thông tin, rất có thể đó là hàng giả. Ngoài ra, nếu bạn thấy giá sản phẩm quá rẻ so với giá thị trường, hãy cân nhắc kỹ trước khi mua. Còn nếu bạn phát hiện mình đã mua phải hàng giả thì hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. Vì sự an toàn và sức khỏe của bạn là quan trọng nhất, nên đừng chủ quan khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc da. Trên kênh của shop mình có video phân biệt hàng thật giả, bạn có thể xem lại bên dưới mô tả video này nhé. Bên shop mình cũng có bán kem Select hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể yên tâm lựa chọn và tin dùng nhé. Câu trả lời là có. Kem trị nám Select được quảng cáo là có khả năng giúp làm giảm và làm mờ các vết nám trên da. Tuy nhiên, hiệu quả của kem này có thể khác nhau đối với từng người và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ sâu của nám, thời gian sử dụng và cách chăm sóc da hàng ngày. Trong thành phần của kem Select thường bao gồm các hoạt chất làm sáng da như vitamin C và các chất dưỡng ẩm. Những thành phần này giúp làm mờ các đốm nâu, giảm sắc tố melanin trên da và cải thiện đều màu da. Cũng nhờ vào thành phần đặc biệt của kem trị nám Select mà sản phẩm còn có khả năng hỗ trợ điều trị mụn. Ngoài ra, Sản phẩm giúp làm sạch da, kiểm soát bã nhờn và làm dịu vùng da bị mụn viêm, đồng thời cung cấp độ ẩm cho da và làm giảm tình trạng khô và kích ứng. Để đạt được kết quả tối ưu, ngoài việc sử dụng kem trị nám thích hợp, bạn cũng nên kết hợp với việc bảo vệ da trước tia UV bằng kem chống nắng và lựa chọn các loại kem chống nắng phù hợp cho da. Hơn nữa, việc thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng và kiên trì trong quá trình chăm sóc da cũng rất quan trọng để đạt được hiệu quả mong đợi nhé. Đương nhiên, việc lựa chọn kem trị nám và dưỡng da luôn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Kem Silic với thành phần chủ yếu từ dầu ô liu và các loại vitamin thực sự có tiềm năng phù hợp với nhiều loại da, từ da khô đến da nhạy cảm. Các hoạt chất này không chỉ giúp làm sáng và làm mờ các vết nám mà còn cung cấp độ ẩm và tái tạo làn da, mang lại làn da mịn màng và đều màu hơn. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, bạn nên thử nghiệm sản phẩm trên khu vực nhỏ của da trước khi áp dụng rộng rãi. Điều này giúp bạn đánh giá được cảm giác và phản ứng của da trước khi quyết định sử dụng hàng ngày. Hơn nữa, Việc duy trì một chế độ chăm sóc da đầy đủ và thường xuyên cũng rất quan trọng để đảm bảo làn da luôn khỏe mạnh và rạng rỡ. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn. Bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và dáng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.